Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock2P nha. Và đây sẽ là video đánh huấn luyện quân đội mới nha các bạn. Trước tiên mình sẽ đổi set đồ tốt nhất cho con Alex nha anh em. Đó, Alex thì mình quyết định sử dụng từ lâu nay rồi. Trước đây mình hay xài Alex CM. Ở đây mình sẽ đổi luôn cái set vũ trang. Nhiều bạn thắc mắc là Alex xài vũ trang gì, kiểu vòm hay tam giác. Thì thực ra mình nghĩ là set vũ trang nào tốt nhất thì các bạn cho sử dụng thôi. Mình sử dụng ở đây là đội hình vòm, mình lấy của Gogo nhá anh em. Đó, và đây là bảng tài năng Alex mà mình đang sử dụng, các bạn cũng có thể tham khảo. Nhìn chung là cái bảng tài năng các bạn điều chỉnh thì được thêm một ít phần trăm thôi, mình nghĩ là cũng không phải cái quá là quan trọng. Ok. Thì đánh cái huấn luyện quân đội này ấy, nó sẽ yêu cầu các bạn mang nhiều lính nhất có thể nha. Tại vì khi các bạn mang nhiều lính ấy thì con boss đánh các bạn mất máu, các bạn vẫn sẽ nhận được nhiều điểm hơn, đúng không? Ví dụ các bạn bị mất 3.000 máu đi, nhưng mà ở cái mức 400.000 lính thì 3.000 máu nó sẽ tính là nhiều điểm hơn so với mức 300.000 lính, đúng không? Ở đây thì mình quyết định là tinh luyện đồ nha các bạn. Nó rất là bất ngờ không? Mình quyết định là tinh luyện đồ luôn. Tại vì hai cái phụ kiện ấy, mình tinh luyện sẽ được thêm 4% sức chứa đơn vị. Và đây mình sẽ chính thức có những cái món đồ ở phụ kiện cộng 3 trong hạt cao. Ua. 50 vật liệu cam anh em ạ. Quá đắt. Chưa kể 20 triệu vàng nữa chứ. Thêm được sức mạnh đội quân, à sức chứa đơn vị chứ, sorry anh em, sức chứa đơn vị 1.5 cộng thêm 0.5 talent nữa. Rất đắt anh em, tôi đã phải nhịn ẻ ở đâu đấy, chắc phải cả năm trời ấy mới được bằng này vật liệu các bạn. Yes. Nhẫn cộng 3. Sau đó sẽ là sừng cộng 3 luôn anh em. Cái biểu trưng này thì nó chắc cú hơn so với talent đấy, nên là cũng không có rén, thích là biểu trưng thôi. Tại dù sao mình cũng muốn lên hai món này cộng 5. Nice. Sau này nó vận lâu nhỉ. Sừng cộng 3 luôn anh em ạ. Và mình sẽ quyết định lên nón cộng 2 luôn nha. Nón cộng 2 được sức mạnh bộ binh. Mình hôm trước mình có phân tích rồi, mình không thích lên cái nón này cộng 5 lắm. Nhưng mà trước mắt mình có cộng 2 đi. Phải xài cả rương vật liệu cam trong người rồi. Tiếp tục là 20 triệu vàng. Mất 60 triệu vàng cho video này các bạn. Chưa kể thêm đống vật liệu cam nữa. Lên. Yes, sức mạnh bộ binh 1.5 cộng 0.5. Ok, như vậy là xong set đồ. Ở cái búa này mình không tính lên anh em ạ. Tại búa thì tôi tính là chắc KVK sau tôi kiếm thêm mảnh bản vẽ tôi ta lần nó cho nó đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ mang quân ra và đánh thôi. Thì ở đây thì cách đánh thì sự kiện này thì cũng đơn giản, mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem mình đánh như thế nào. Thực ra thì mình nghĩ là đánh về lý thuyết thì đợt này nó dễ các bạn. Lần này con boss lô 2 chiêu huyền thoại nó quá dễ đi. Nó không phải là chiêu bất tử, nó là chiêu gây đam. Mà trong gáp KVK các bạn nhìn này, một hit chết luôn rồi còn đâu. Đó. Mình đang sử dụng là Constantine kết hợp với Doan tím. Đó, kết hợp với con gì ta? Con ừ hết rồi anh em, mình đánh ạc farm chứ lại bảo kết hợp con gì. Constantine Doan tím kết hợp với ạc farm để tấn công nha. Đó, bình thường ngày trước mình hay đánh man rợ ấy, nhưng mà đánh man rợ hết là các bạn mất nhiều AP. Các bạn không ạc farm các bạn đánh con man rợ cũng được, nhưng mà mất nhiều AP là một này. Thứ hai là nhiều khi con man rợ nó không ở gần con boss lô 2 nó khá là vất vả. Các bạn thấy không? Mình lấy con Constantine ấy, mình tấn công con lô 2. Đó, đầy nộ thì mình ra skill thôi, mình tua nhanh để cho anh em xem. Về skill thì các bạn có thể đến cuối video để xem mình chọn skill. Hôm nay cũng là ngày cuối của sự kiện rồi thì không biết là các anh em nào còn đánh nữa không. Mình thì mình nói thật luôn là sự kiện này các bạn nếu mà đánh thì nên đánh vào ngày cuối, các bạn không nên đánh vào ngày đầu. Tại vì sao? Tại vì vào ngày cuối ấy, ví dụ mà các bạn vượt được điểm đối phương ấy, thì nhiều khi người ta cũng lười đánh lên đấy. Ví dụ mình cũng thế thôi, mình hơn đối phương khoảng tầm 50 điểm, bây giờ đối phương đánh hơn mình khoảng 50 điểm đi thì bản thân mình cũng ngại đánh. Đó. Constantine thì các bạn cầm xe T1 nha, xe T1 cho nó ít đam. Mình chỉ cầm mỗi lần khoảng 40.000 xe thôi. Và mình tấn công vào nick farm. Nó nick farm thì để cho nó trâu ấy, thì các bạn cứ cho cái nick farm nó di chuyển. Các bạn thấy không? Mình đang cho con nữ cung thủ của mình nó di chuyển kìa. Đó, thì nó di chuyển như vậy ấy thì nó sẽ không ra skill vào con Constantine của mình. Constantine rất là ngon trong cái này nha, tại vì khi nó còn thấp máu ấy thì nó sẽ hồi thêm một đoạn máu nữa, các bạn sẽ búp nộ được lâu hơn. Ở đây thì các bạn cứ búp nộ cho mình khoảng tầm 5 lần. Đấy, tính ra thời gian giây thì trung bình khoảng 40 giây đến 1 phút là các bạn đánh được một con. Nên là cái sự kiện này rất mất thời gian. Đấy, chưa kể là lâu lâu anh em lại còn đánh nhầm. Anh em còn đánh nhầm kiểu như là đánh nhầm vào con man rợ này, hoặc các bạn búp chưa đủ nộ đúng không? Tôi tin là sẽ có những bạn cũng gặp phải vấn đề giống như mình. Đấy, búp chưa đủ nộ. Đó, mình cho cái con nữ cung thủ ấy nó chạy sang gần con boss. Còn con Alex mình cứ di chuyển theo cái vòng búp của con Santin là ok.
Thì như vậy trong cái quá trình di chuyển ấy là con Alex lưu triệt của mình đã đầy nộ rồi, mình cứ sang mình đánh một cái thôi. Đó, anh em thấy không? Đánh một cái. Lần này tính ra ấy, bot nó yếu anh em ạ. Nên là các bạn mà xài mấy con kiểu HKB, Nepki ấy, tôi nghĩ đánh có khi còn tốt hơn là các bạn đánh Alex. Tại vì vừa vào phát các bạn thấy mình chọt cái chết luôn à. À, con bot đợt này nó không có chiêu bất tử đó. Rồi chết con Constantine thì mình lại mang Constantine ra thôi. Thì đây là cái cách đánh rất là chân phương cơ bản đấy, anh em không có cái gì gọi là quá phức tạp. Đương nhiên còn nhiều mẹo nâng cao nữa, thậm chí là có cách để các bạn đánh con này không mất máu cơ. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng mà về lý thuyết là các bạn có thể đánh con bot Loa này không mất một giọt máu nào nhé. Không cần phải dùng đội hình bắn xa nha các bạn. Ngày xưa là có một cái lỗi, đó là các bạn dùng đội hình bắn xa, các bạn đánh con bot không đánh các bạn ấy. Nó kiểu kiểu như thế. Hay là các bạn dùng quân, các bạn chặn con bot lại, kiểu kiểu gì ấy. Nói chung là ngày xưa là có một cái đoạn bung là xài đội hình bắn xa, bắn con bot này không mất máu. Tuy nhiên chúng ta vẫn có cách để đánh con bot này không mất một giọt máu nào, nhưng mà nó rất là khó các bạn. Và mình thường không áp dụng cách đấy. Nhưng mà nếu gặp những trường hợp mà cái người mà đánh top đua với mình ấy, mà người ta đánh hướng quá đúng không, người ta cũng biết đánh, thì thường mình mới phải xài cách đấy thôi. Không biết là các anh em có đoán ra là mình xài cách gì không. Thực ra thì có hai con tướng các bạn có thể áp dụng được cách này nhá. Con tướng đầu tiên đó là con Alex đó. Alex không phải dùng để đánh nha các bạn, Alex dùng để búp. Và con tướng thứ hai là con SCPOP. Rồi ok, mình sẽ tìm một cái đoạn cho các bạn xem. Ok, ở đây thì các bạn có thể xem mình đã làm như thế nào để đánh con bot Loha này không mất máu nha. Và ở đây mình sẽ áp dụng với con SCPO cam nha các bạn. SCPO ấy thì nó sẽ có một cái hiệu ứng, đó là mỗi khi nó ăn sát thương kỹ năng thì bên cạnh cái việc nó được giảm cái lượng sát thương đó thì nó có tỷ lệ kích hoạt một cái khiên cho hai đội quân đồng minh nha các bạn. Đó, vậy thì về cơ bản cách này nó làm như thế nào? Có nghĩa là các bạn sẽ cho cái hạt cao phủ các bạn ấy tấn công con SCPO. Và nếu mà con SCPO ấy nó kích hoạt được cái khiên thì các bạn mới dùng đạo quân chính các bạn đánh con bot Loha. Thì đó là về cơ bản cách làm nha. Các bạn sẽ cùng xem chiến báo với mình ở đây. Các bạn có thể thấy ở chiến báo này thì ở lượt 2.1 và 4.1 mình hoàn toàn không có bị mất một giọt máu nào khi mà đánh con bot Loha nha. Đó, thì anh em nào nếu mà thật sự try hard nha các bạn thì mới nên áp dụng cách này. Ở cái cách này thì về lý thuyết các bạn có thể đánh con bot không mất máu luôn, nhưng mà thực tế rất là khó làm đấy. Mình chỉ nói như thế thôi, còn anh em không tin anh em cứ vào làm thử đi, họ biết cực kỳ khó, cực kỳ mất thời gian. Và một con tướng nữa các bạn cũng có thể áp dụng được, đó là con Alex nha anh em. Đó, Alex khi mà các bạn ra skill ấy thì nó sẽ búp một cái khiên nhỏ cho đội quân mà còn ít máu hơn. Nó thì các bạn cũng có thể sử dụng Alex để búp khiên. Alex búp khiên ấy thì nó sẽ chủ động hơn, nhưng mà nó sẽ cần nhiều kỹ năng hơn. Tại vì sao? Tại vì Alex búp khiên ấy thì nó sẽ búp khiên cho đội quân còn ít máu hơn. Đó, mà nếu như mà cái đội quân của bản thân con Alex ấy nó đã có ít máu rồi thì con Alex nó sẽ búp hai cái khiên của nó lên con Alex luôn nha. Đó, có nghĩa các bạn làm sao? Có nghĩa các bạn phải làm sao ấy mà đội quân của con Alex ấy nó đi búp khiên ấy nó phải nhiều máu hơn cái đội quân mà các bạn đang sử dụng để đánh cái bot Loha. Nó mình chỉ có thể chia sẻ như thế thôi, tại vì làm nó rất là khó và bản thân mình cũng rất ít khi làm. Thường mình chỉ làm khi mà mình gặp kèo khó thôi, đúng không? Tại vì nó rất là mất thời gian các bạn, chưa kể là các bạn làm nó còn bị xịt nữa, nó cực kỳ khó khăn luôn. Thì tóm lại cái cách để các bạn đánh huấn luyện quân đội Loha mà mắc binh nhất ấy, đó là các bạn sẽ xài hai đạo búp Constantine Doan, có thể con thứ hai là Mộc Lan, chắc chắn phải có Mộc Lan các bạn, tại Mộc Lan sẽ tăng chỉ số, chắc chắn phải có Mộc Lan luôn. Con tiếp theo có thể là Chazan hoặc Doan P tùy. Và thêm một cái đạo thứ ba nữa, đó là một cái đạo búp khiên như mình vừa chia sẻ. Thì đó là cách mà mình có thể sử dụng để đánh huấn luyện của đội Bắc Binh. Mình tin là nếu các bạn làm cái cách mà đánh búp khiên như này ấy, thì kể cả các bạn có ở 1960 đi nữa ấy, thì tỷ lệ các bạn ăn top 1 vẫn rất là cao. Mỗi tội là gọi là tiền nào của đấy thôi anh em bỏ nhiều công sức ra thì các bạn sẽ có tỷ lệ ăn top cao hơn. Tuy nhiên thì bản thân mình ấy cũng không khuyến khích các bạn quá là cố gắng ở cái sự kiện này làm gì, tại vì nó cũng hên xui thôi. Đôi khi các bạn búp chuẩn chỉ rồi nhưng mà bot nó điên nó ra vài cái skill ấy, các bạn mất nhiều máu thì các bạn cũng mất top như bình thường. Đó, ở đây thì lần này con bot thật sự tôi đánh giá là dễ, rất là dễ luôn so với những lần trước khi mà nó không có chiêu bất tử. Lần trước có chiêu bất tử 6 giây ấy, là lúc đấy mới thật sự là cần kỹ năng các bạn. Còn lần này thì ông nào mà đồ mạnh, tướng mạnh thì tỷ lệ ăn top rất là cao. Các bạn có thể xem mình đánh những cái lượt huyền thoại cuối cùng ở đây. Nó gần như một chạm là con bot chết luôn nha. Cái này là thậm chí là mình còn để Alex đi phụ ấy, chứ tôi mà biết như vậy tôi cho còn lưu triệt đi chính ấy, nó bổ skill có khi còn chết con bot nhanh hơn. Đó, các bạn nhìn. Đó,
một bốn bot chết luôn còn đâu. Mình mà cho Lưu Triệt đi chính nhiều khi bổ cái là bot chết luôn rồi. Thì ba con huyền thoại đợt này rất là dễ, không có gì để nói nhiều về cái này. Mình cũng không biết mình có ăn được 20 chọc vàng không, hy vọng là có ăn được. Hôm nay thì mình làm video cũng hơi muộn đấy. Lý do là bởi vì hôm nay có họp lớp cấp 3, có một người bạn của mình lại mời đám cưới anh em. Các thanh niên đấy sẽ được trải nghiệm cuộc sống sau khi lấy vợ. Không biết các bạn nào giống như mình không, kiểu đến bây giờ ấy rơi vào cái tầm lớn lớn một chút ấy. Ngày xưa là sau khi học xong đúng không thì đa số có thể gặp nhau là ở tiệm net này, hoặc là đi nhậu này, hoặc là họp lớp. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây ấy, gặp nhau thì đa số là để mời cưới thôi. Và những câu chuyện khi mà gặp nhau ấy, nó không còn đơn giản là học thế nào hay là làm công việc gì, lương thế nào nữa, mà nó đổi qua là chăm con như nào, mua cái gì cho con này, anh em ạ. Thì thú vị. Ok, mình đã được top 1 của sự kiện huấn luyện quân đội rồi. Và mình cũng sẽ kết thúc video ở đây thôi. Để các bạn nếu mà không muốn bỏ lỡ những cái mẹo hay về tựa game Rise Kingdom thì nhớ ủng hộ mình cách ấn like, đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở đây nick của tôi sẽ link các bạn người đen. Ok, bye bye anh em.